Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online Ledo. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình của môn toán lớp 6 sách Cánh Diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 sách Cánh Diều. Chương 2 số nguyên. Bài 1 số nguyên âm. Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất của một số ngày trong tháng 1 năm 2020 ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Ngày 17 là 2 độ C. Ngày 18 là -1 độ C. Ngày 19 là -2 độ C. Ngày 20 là 0 độ C. Ngày 21 là 1 độ C. Ngày 22 là -2 độ C. Ngày 23 là -6 độ C. Và ngày 24 là -7 độ C. Rồi qua bản tin dự báo thời tiết, chúng ta nhận thấy là có những số chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C như là -1 độ C, -2 độ C, -6 độ C và -7 độ C. Thì các số trên có gì đặc biệt? Rồi bây giờ mời các em chúng ta vào phần kiến thức trọng tâm. Các số -1, -2, -3 vân vân người ta gọi là các số nguyên âm. Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu trừ ở trước số tự nhiên khác không. Rồi các em lưu ý là ở trước số tự nhiên khác không nha. Tức là không có số trừ không. Số 0 không phải là số nguyên âm. Rồi ở đây thầy giáo có một ví dụ nhỏ. Các số sau những số nào là số nguyên âm? Các em có thể bấm tạm dừng video và các em comment ở bên dưới nha. Trong những số này thì số nào là số nguyên âm? Các em nhớ số nguyên âm được nhận biết bằng dấu trừ ở trước số tự nhiên khác không. Thầy giáo nhắc lại là không có trừ không nha. Số tự nhiên khác không, tức là không có số trừ không. Số 0 không phải là số nguyên âm. Rồi ở đây các em lưu ý này, -5 là số nguyên âm. Vì sao? Bởi vì số 5 là số tự nhiên và trước số 5 này có dấu trừ. Như vậy -5 chính là số nguyên âm. Các em đọc là âm 5 hoặc là các em đọc theo dấu của nó là -5 cũng được. Rồi âm 3 các em viết là dấu trừ đằng trước này, sau đó là các em viết số 3. Được chưa? Tiếp theo các em sang phần ví dụ. Câu E, đọc các số sau. Số thứ nhất -17. Đầu tiên là các em đọc dấu của nó là trừ này. Sau đó là các em đọc là 17. Các em đọc là -17 hoặc là dấu trừ này các em đọc là âm 17 hay -17. Tương tự các em đọc là âm 28 hay là -28. Các em nhớ dấu trừ các em đọc là trừ hoặc là các em đọc là âm cũng được. Và tiếp theo là các em đọc số tự nhiên ở đằng sau. Âm 17 hay -17. Âm 28 hoặc là -28 đều được. Âm 84 hay là -84. Tiếp theo các em sang câu B. Viết các số sau: âm 9 trừ 30 âm 432. Rồi như vậy các số đã cho lần lượt viết là âm 9, các em viết dấu trừ đằng trước, sau đó là các em viết số 9. Âm 30 hay là trừ 30, các em viết dấu trừ đằng trước, sau đó là các em viết số 30. Âm 432 hay là trừ 432 thì các em viết dấu trừ đằng trước, sau đó là các em viết số tự nhiên là 432. Rồi tiếp theo các em sang câu C. Số nào là số nguyên âm, số nào không là số nguyên âm trong các số -7, 0, 6. Rồi trước hết là các em tìm số nguyên âm trong các số này, và các số còn lại chắc chắn là không phải là số nguyên âm. Để nhận biết một số là số nguyên âm thì các em nhận biết ở dấu. Những số nguyên âm là có dấu trừ ở đằng trước. Dấu trừ đằng trước số tự nhiên khác không. Ở đây chúng ta có -7. Như vậy số -7 là số nguyên âm. Các số còn lại là 0 và 6 thì không là số nguyên âm. Rồi tiếp theo là các em vào phần luyện tập và vận dụng 1. A là đọc số. Số này các em đọc là -54 hoặc là âm 54 đều được. Âm 54 hay là -54. B, viết số âm 90. Thì trước hết là các em viết dấu âm là dấu trừ, và tiếp theo là các em viết số tự nhiên 90 vào đằng sau. Số âm 90 viết là -90. Rồi các em biết là số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống. Tình huống thứ nhất là số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C. Rồi bình thường thì các em hay nghe dự báo thời tiết là ngày mai nắng 37 độ C. Hay là nắng 40 độ C. Hoặc là ngày mai thời tiết là 16 độ C. Hay là 15 độ C. Ở nước ta thì có vùng Sapa ở Lào Cai, là vùng có thời tiết rất là lạnh. Mùa đông có thời điểm là nhiệt độ xuống tới là âm 10 độ C. Thì số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C, tức là nhiệt độ lạnh. Ví dụ nhiệt độ 5 độ dưới 0 độ C được viết là -5 độ C, hay là các em đọc là âm 5 độ C. Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ở đây người ta dùng mực nước biển làm mốc. Thì cao bằng mực nước biển là 0 mét. Ví dụ một thị trấn nhỏ gần thành phố Rotterdam của nước Hà Lan là một vùng đất trũng dưới mực nước biển xấp xỉ là 7 mét. Ta nói độ cao trung bình của vùng đất đó là -7 mét. Rồi ở đây chúng ta coi mực nước biển nằm mốc, thì cao bằng mực nước biển là 0 mét, còn thấp hơn mực nước biển 7 mét, có nghĩa là âm 7 mét. Còn cao trên mực nước biển 7 mét, có nghĩa là 7 mét. Rồi như vậy các em lưu ý này, số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C, ví dụ như là âm 5 độ C. Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển, ví dụ như là một thị trấn nhỏ gần thành phố Rotterdam của nước Hà Lan là một vùng đất trũng dưới mực nước biển xấp xỉ là 7 mét. Ta nói độ cao trung bình của vùng đất đó là trừ 7 mét. Rồi trường hợp tiếp theo là số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ cũng như là để chỉ số tiền thua lỗ trong kinh doanh. Ví dụ ông Huy nợ 50.000 đồng thì ta có thể nói là ông Huy có âm 50.000 đồng. Âm 50.000 đồng là nợ 50.000 đồng. Khi báo cáo kết quả kinh doanh, nếu bị thua lỗ 40 triệu đồng thì ta có thể nói lợi nhuận là âm 40 triệu đồng. Rồi ví dụ như là khi chúng ta báo cáo kết quả kinh doanh là tháng này thì công ty của chúng ta có lợi nhuận là âm 100 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là công ty đang kinh doanh thua lỗ, và cụ thể thua lỗ là 100 triệu đồng. Rồi tiếp theo các em sang một trường hợp nữa là số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước công nguyên. Ví dụ nhà toán học Pythagore sinh năm âm 570, nghĩa là ông sinh năm 570 trước công nguyên. Rồi các em học lịch sử thì các em biết ở đây người ta lấy một năm, đó là năm kỷ nguyên công lịch là năm Mốc. Từ năm này trở về trước thì người ta gọi là những năm trước công nguyên. Còn từ năm này trở về sau thì người ta chỉ đọc số năm thôi nha. Ở đây các em biết là năm công nguyên thì nó diễn ra mãi mãi, không có năm kết thúc. Như vậy chúng ta không đọc là năm sau công nguyên. Ví dụ năm hiện tại là năm 2021 thì người ta chỉ đọc là năm 2021 thôi. Không ai đọc là năm 2021 sau công nguyên cả. Bởi vì công nguyên nó diễn ra mãi mãi và không kết thúc. Rồi ở đây nhà toán học Pythagore, ông sinh năm 570 trước công nguyên. Tức là năm đó diễn ra trước cái năm kỷ nguyên công lịch này là 570 năm. Và người ta đọc là năm 570 trước công nguyên. Thì số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước công nguyên, và chúng ta có thể nói là nhà toán học Pythagore sinh năm âm 570. Rồi tiếp theo các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển. Biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển là 20 mét. Rồi các em biết là tàu ngầm thì nó thường nặn ở dưới biển. Và hiện tại vị trí của tàu ngầm đang ở vị trí là dưới mực nước biển 20 mét. Như vậy mực nước biển chúng ta lấy làm mẫu, mực nước biển là 0 mét, dưới mực nước biển 20 mét có nghĩa là âm 20 mét. Vậy số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển là âm 20. Rồi như vậy trong bài này thì các em ghi nhớ một số ý chính như sau. Các số âm 1, âm 2, âm 3, vân vân là các số nguyên âm được nhận biết bằng dấu trừ ở trước số tự nhiên khác không. Rồi trước số 1 có dấu trừ, như vậy số trừ 1 là số nguyên âm. Trước số 2 có dấu trừ, như vậy số trừ 2 là số nguyên âm. Trước số 3 có dấu trừ, như vậy số trừ 3 là số nguyên âm. Và các em nhớ là dấu trừ ở trước số tự nhiên khác không, tức là không có số trừ 0. Số 0 không phải là số nguyên âm. Và các em lưu ý thứ hai là số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn. Tình huống thứ nhất là chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C, dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C. Tình huống thứ hai là dùng để chỉ số nợ, số tiền thua lỗ trong kinh doanh. Rồi tình huống thứ ba là dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển. Và tình huống thứ tư là dùng để chỉ thời gian trước công nguyên. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.